Bạn có tưởng tượng được việc ngủ liền mấy ngày, mấy tuần hay thậm chí là mấy năm không? Có một loài sinh vật nhỏ bé có thể làm được điều đó đó. Con vật này có thể ngủ yên tới 3 năm lần. Đây đúng là một kỳ tích về sức chịu đựng luôn. Thiên nhiên mình có đầy những khả năng bất ngờ. Nhiều loài vật có cách nghỉ ngơi đặc biệt lắm. Ví dụ như gấu nè, tụi nó ngủ đông suốt mùa đông lạnh giá, nhưng mà ngủ một lèo 3 năm trời. Chuyện đó thì đúng là phi thường thiệt đó. Nhà vô địch ngủ này không phải là con vật gì to bu đâu. Có khi bạn còn thấy nó trong vườn nhà mình nữa đó. Nó di chuyển chậm rì rì, cõng cả ngôi nhà trên lưng. Sinh vật này nhỏ xíu và nhìn có vẻ đơn giản ha, nhưng mà nó có một siêu năng lực sinh tồn ẩn giấu đó. Con vật có thể làm được điều phi thường này chính là con ốc sên. Đúng rồi, chính là con ốc sên bình thường, quen thuộc mà có thể bạn biết đó. Một vài loài ốc sên chính là bậc thầy ngủ dài ngày thứ thiệt. Mình cùng tìm hiểu thêm về khả năng kỳ diệu này nha. Ốc sên là loài vật nhỏ bé mà nhiều người biết đến. Tụi nó có thân mềm được bảo vệ bởi một lớp vỏ cung. Cái vỏ này vừa là nhà, vừa là khiên che chở cho tụi nó. Chúng di chuyển bằng một bộ phận cơ bắp gọi là chân. Cái chân này tiết ra một lớp nhột. Chất nhột đó giúp tụi nó trường đi trên các bề mặt một cách trơn tru. Ốc sên có mặt ở nhiều môi trường sống khác nhau lắm. Từ rừng ẩm ướt nè, đến vườn nhà, rồi cả sa mạc nữa. Có hàng ngàn loài ốc sên khác nhau lẫn. Mỗi loài đều thích nghi với môi trường riêng của mình. Những sinh vật này thuộc một nhóm động vật lớn gọi là động vật thân mềm. Ốc sên thuộc lớp chân bụng, có nghĩa là bụng cũng là chân đó. Hầu hết ốc sên ăn thực vật, tức là ăn cây cỏ. Tuy nhiên, một số loài có thể ăn tạp hoặc thậm chí là ăn thịt nữa. Tụi nó đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của mình, như là phân hủy thực vật nè, rồi làm thức ăn cho các loài khác nữa. Không phải con ốc sên nào cũng ngủ được 3 năm đâu nha. Khả năng đặc biệt này chỉ có ở một vài loài thôi. Những con ốc sên này đã tiến hóa một mẹo sinh tồn đặc biệt. Đó là cách để cơ thể tụi nó gần như ngưng hoạt động hoàn toàn. Ngủ hè là một quá trình sinh học rất thú vị. Đây là trạng thái ngủ của động vật, giống như ngủ đông vậy đó. Nhưng mà nó được kích hoạt bởi những tín hiệu môi trường khác nhau. Nhiệt độ cao và điều kiện khô hạn là những yếu tố chính. Thiếu thức ăn hoặc nước uống cũng đóng vai trò quan trọng lắm. Mục đích chính là để giảm hoạt động trao đổi chất, nghĩa là con vật sẽ dùng rất ít năng lượng. Điều này giúp ốc sên sống sót cho đến khi điều kiện thuận lợi trở lại. Trong lúc ngủ hè, cơ thể ốc sên trải qua nhiều thay đổi lắm. Quá trình trao đổi chất của nó chậm lại đáng kể. Nhịp tim giảm xuống mức rất thấp. Việc thở cũng trở nên rất nông và không thường xuyên. Tất cả các hoạt động không cần thiết gần như dừng lại hoàn toàn. Ốc sên không di chuyển, không ăn, cũng không uống luôn. Nó gần như ở trong trạng thái sống tạm ngưng vậy đó. Điều này cho phép nó tiết kiệm năng lượng dự trữ. Và quan trọng nhất là giữ lại lượng nước trong cơ thể. Để chuẩn bị ngủ hè, ốc sên sẽ tìm một chỗ an toàn. Sau đó, nó rút hoàn toàn vào trong vỏ của mình. Bước quan trọng nhất là niêm phong miệng vỡ lại. Tại sao ốc sên lại cần ngủ lâu như vậy? Tới 3 năm là một khoảng thời gian không tưởng luôn. Câu trả lời nằm ở môi trường sống của một số loài ốc sên. Đó thường là những cái nơi có khí hậu khắc nghiệt lắm, như là sa mạc này, hoặc những vùng hay bị hạn hán nặng nề, kéo dài. Trong những điều kiện như vậy, nước có thể biến mất cả mấy năm trời. Nhiệt độ có thể nóng đến mức không thể chịu nổi để mà hoạt động. Nguồn thức ăn, như cây cỏ, cũng trở nên khan hiếm. Những điều kiện khắc nghiệt này khiến cuộc sống bình thường trở nên bất khả thi. Sự sống còn phụ thuộc vào việc chờ đợi cho qua giai đoạn khó khăn. Nguyên nhân chính khiến ốc sên ngủ hè là do thiếu độ ấm. Khi mặt đất khô cạn và độ ấm giảm xuống, ốc sên bắt đầu cảm nhận được nguy cơ mất nước. Mất nước là một mối đe dọa lớn đối với những con vật thân mềm này. Nắng nóng khắc nghiệt cũng là một yếu tố quan trọng khác. Nhiệt độ cao làm tăng tốc độ mất nước, nó cũng khiến ốc sên khó mà hoạt động được. Vì vậy, khi điều kiện trở nên quá khô hoặc quá nóng, đồng hồ sinh học bên trong ốc sên báo hiệu là đã đến lúc. Đến lúc tìm một nơi an toàn và chìm vào giấc ngủ sâu. Thời gian ngủ hè thì khác nhau nhiều lắm. Lợi ích lớn nhất của việc ngủ hè chính là để sống sót. Nó giúp ốc sên sống qua được những cái điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm, như là nắng nóng dữ dội và hạn hán kéo dài. Nếu không có khả năng này, nhiều đàn ốc sên sẽ tiêu đời, tụi nó sẽ không thể nào chống chọi được với sự khắc nghiệt đó. Vì vậy, ngủ hè là một cơ chế cứu mạng cực kỳ quan trọng. Nó đảm bảo cho nòi giống của tụi nó được tiếp tục trong những cái môi trường mà các loài vật khác có thể không sống nổi. Giấc ngủ sâu này chính là chìa khóa giúp tụi nó chịu đựng. Một cách để tạm dừng cuộc sống cho đến khi thế giới dễ chịu hơn. Một lợi ích lớn khác là tiết kiệm năng lượng. Khi ốc sên ngủ hè, quá trình trao đổi chất của nó rất thấp. Nó chỉ sử dụng một phần rất nhỏ năng lượng so với bình thường thôi. Điều này có nghĩa là nó không cần ăn uống gì hết.
mà đồ ăn thì thường cũng khan hiếm trong mùa hạn hán rồi. Bằng cách ngưng hoạt động, ốc sên tránh được việc chết đói. Nó cũng giữ gìn cẩn thận lượng nước dự trữ của mình. Cái màng niêm phong miệng bộ rất quan trọng để chống mặt nước. Việc quản lý tài nguyên cẩn thận này rất cần thiết. Để sống sót qua những thời kỳ dài không hoạt động và khan hiếm, ngũ hè cũng có thể giúp bảo vệ khỏi kẻ thù nữa. Các nhà khoa học từ lâu đã rất thích thú với việc ngủ hè, đặc biệt là giấc ngủ kéo dài của một số loài ốc sên. Họ thực hiện các nghiên cứu để hiểu rõ hơn về hiện tượng này. Nghiên cứu bao gồm cả quan sát ngoài thực địa và làm việc trong phòng thí nghiệm. Họ ghi nhận xem khi nào ốc sên bắt đầu và kết thúc ngủ hè. Họ cũng nghiên cứu các yếu tố môi trường liên quan. Điều này giúp họ hiểu được bối cảnh tự nhiên của chiến lược sinh tồn đáng kinh ngạc này trong môi trường sống hoang dã, và nó liên quan như thế nào đến các kiểu khí hậu. Trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu có thể kiểm soát điều kiện. Họ có thể tạo ra điều kiện khô hạn hoặc nhiệt độ cao ra lập. Điều này cho phép thực hiện các nghiên cứu sinh lý chi tiết hơn. Các nhà khoa học có thể đo lường sự thay đổi trong tốc độ trao đổi chất. Họ xem xét nhịp tim và lượng oxy tiêu thụ. Họ cũng nghiên cứu thành phần của cái màng niêm phong vỗ và cách ốc sên quản lý cân bằng nước trong cơ thể. Những thí nghiệm có kiểm soát này hé lộ các cơ chế bên trong, giúp ốc sên sống sót qua những khoảng thời gian dài như vậy, mà không cần ăn hay uống nước từ bên ngoài. Nghiên cứu đã cho thấy quá trình trao đổi chất bị ức chế sâu đến mức nào. Ốc sên thường bị coi là những sinh vật đơn giản, chậm chạp, nhưng khả năng ngủ hè của tụi nó cho thấy một sức mạnh tiềm ẩn. Khả năng ngủ yên kéo dài này thật phi thường, nó cho phép tụi nó chinh phục những cái môi trường mà nhiều loài động vật khác không thể sống nổi. Vẻ ngoài chậm chạp của tụi nó che giấu một sức sống bền bỉ đáng nể, một sự dẻo dai thực sự đáng kinh ngạc. Tụi nó là bậc thầy của sự chờ đợi, chuyên gia về tính kiên nhẫn. Điều này khiến tụi nó không chỉ đơn giản là chậm chạp, tụi nó là nhà vô địch vệ sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Vũ khí bí mật của tụi nó chính là cái màng niêm phong. Cái màng này làm từ chất nhảy khô lại, rất quan trọng. Nó bịt kín miệng vỡ của tụi nó một cách cẩn thận. Lớp chắn này giữ ấm bên trong, giúp ốc sên không bị khô. Nó cũng giúp chống lại một số kẻ thù nhỏ, hoặc chống lại ký sinh trùng muốn chui vào vợ. Chất lượng của cái màng này có thể quyết định sự sống chết. Trong suốt một thời kỳ hạn hán dài và khắc nghiệt, đó là một sự thích nghi đơn giản nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Một ví dụ hoàn hảo về những thiết kế thông minh của tự nhiên. Khả năng ngủ phi thường này đúng là một siêu năng lực sinh tồn.